Nguyễn Thành Tiến Official, kênh giáo dục, kiến thức, thông tin về đầu tư, bất động sản hàng đầu Việt Nam. Chúng ta tiếp tục cái phần về tiền. Thì chúng ta sang cái phần thứ 3 là 3 quy tắc của tiền. Cái quy tắc số 1 nó có tên là tiền mặt là vua. Thì nhiều người cần phải hiểu nó một cách đầy đủ. Tức là tất nhiên có những thời điểm tiền mặt không phải là vua. Tôi ví dụ như là hiện nay ý câu này là bây giờ là một cái thập kỷ bơm tiền hay là các chính phủ trên toàn thế giới in tiền. Thế thì cầm tiền mặt thì chỉ có mất giá, không đầu tư bất động sản, không đầu tư chứng khoán, không đầu tư cổ phiếu, không đầu tư Bitcoin. Thì cầm tiền mặt thì cuối cùng là tiền bị mất giá, không trang bị kiến thức về đầu tư, không đầu tư cái loại hình gì cả, cứ gửi tiền vào ngân hàng ăn 5%, 6% một năm và đồng tiền nó bị mất giá theo thời gian. Thế thì cầm tiền mặt thì cuối cùng có khi lại thất bại. Tuy nhiên thì cái quy tắc tiền mặt là vua này có nghĩa là như thế nào? Thì có rất là nhiều người, tôi chia sẻ bạn cái ví dụ đầu tiên. Đó là một cái bạn này, bạn học viên này, bạn ấy kinh doanh trong cái lĩnh vực về xây dựng. Thế thì bạn này là cứ có bao nhiêu tiền thì bạn ấy kiếm được ít tiền nào bạn mang đi đầu tư đất hết, mang đi đầu tư bất động sản hết. Nhưng mà nhiều cái bất động sản thì không phải là bán ngay được. Đi mua bất động sản hết thì như nào, chuyện gì xảy ra? Thì bạn ấy hết sạch danh tiền, tức là mình thường đánh tất tay mà. Hoặc là ví dụ vào những cái dự án xây dựng xong cũng phải tất tay tiền vào đấy. Thế thì thường xuyên trong tình trạng mà hết tiền mặt. Và mỗi khi mà thiếu tiền, ví dụ đến lúc mà phải trả lương cho nhân viên thì lại phải đi vay, thậm chí là đi vay lãi cao, phải vay nóng để giải quyết nhanh. Thế thì cái khái niệm tiền mặt này là vua này có nghĩa là như nào? Tức là đã làm kinh doanh thì bạn về nguyên tắc là bạn không bao giờ được chơi tất tay. Bạn luôn phải có một cái khái niệm tên là vốn lưu động, tức là nó đủ chi trả cho bạn trong vòng có thể có những người 6 tháng, có những người ta tính khoảng 2-4 tháng, tùy vào cái điều kiện. Có những tập đoàn lớn thậm chí họ dự phòng trong tình huống 4-8 tháng luôn. Nếu như chẳng may có những cái biến cố nó xảy ra thì tùy vào sức mạnh và nguồn lực của từng doanh nghiệp, nếu như là nó không phải là tiền mặt thì nó ở một cái dạng mà rất dễ chuyển sang tiền mặt. Tôi ví dụ như là vàng có thể xếp vào là cái dạng mà có thể chuyển sang tiền mặt được ngay. Cái lý do tiền mặt là vua này để chúng ta chi trả những cái chi phí cơ bản, những cái chi phí vận hành, lý do của tiền mặt để chúng ta chớp lấy cơ hội, những cái cơ hội mà lợi nhuận cao, và chúng ta cũng đề phòng. Tại sao lại phải có tiền mặt? Đề phòng những cái rủi ro. Nên là nguyên tắc ở đây là không bao giờ tất tay. Đấy, anh em nguyên tắc số 1, tiền mặt là vua, để chúng ta hiểu là như vậy. Cái số 2 ở đây, quy tắc số 2 về tiền, ít tiền thì thuê chứ tuyệt đối không được mua. Nghe rất đơn giản nhưng thực tế thì mọi người làm cũng sai rất nhiều cái nguyên tắc này, cái quy tắc số 2 này. Thế tôi ví dụ cho bạn cái để bạn hình dung. Cái ví dụ thứ nhất là một cái trường hợp một bạn này cũng làm trong cái lĩnh vực đào tạo, lĩnh vực về giáo dục đấy. Thế thì sau một thời gian kinh doanh đều đều, mỗi tháng kiếm được 1-300 triệu một tháng, thì bạn ấy quyết định là bạn ấy thuê một cái mặt bằng, một cái mặt bằng rất là rộng, hơn 1.000 m². Sau đó bạn ấy đầu tư cơ sở vật chất vào, ví dụ như là bàn này, ghế này, thảm trải sàn này, máy chiếu này, rất là nhiều những cái trang thiết bị và dụng cụ cho cái cơ sở này. Thế thì tính ra đầu tư vào đây thì cũng hàng tỷ đồng. Nhưng mà khổ cái là sau khi mà đầu tư vào ấy, thì thực ra cái vị trí này nó cũng không phải là gần trong trung tâm, nên là khách hàng cũng là hơi ngại đi lại. Nhưng cái thứ hai là bạn ấy cụt hết vốn, đầu tư vào đây vài tỷ cụt hết vốn. Và cái thứ ba là cái thị trường bây giờ nó cạnh tranh, có nhiều người cũng đào tạo giống như bạn ấy, và nó khiến cho bạn ấy bây giờ là cái thu nhập nó không còn ổn định được 1-300 triệu nữa. Mà cái khai thác cái mặt bằng này ấy, thì một tháng tính ra bạn ấy dùng có 3 ngày đến 5 ngày đến 1 tuần. Mà lúc bạn ấy cũng đăng quảng cáo lên cho thuê nhưng không mấy người thuê. Và cái kết quả là kinh doanh nó cứ đi xuống dần, đi xuống dần. Rồi cuối cùng là bạn ấy phải trả cái mặt bằng này lại. Cái số tiền mà đầu tư vào đây hàng tỷ đồng thì cái cơ sở vật chất này là không thu hồi được. Đấy, bán thanh lý thì được con 100-200 triệu chả giải quyết được cái gì. Thế thì về nguyên tắc ấy, ở đây là bạn ấy đã làm sai cái nguyên tắc số 2. Tức là ít tiền thì chỉ được thuê, tuyệt đối không mua. Ở đây bạn đã mua cái gì? Mua bàn ghế, mua trang thiết bị. Thế đáng nhẽ là phải như thế nào? Đáng nhẽ bạn cứ ra khách sạn, ra trung tâm hội nghị mà thuê,
mỗi buổi 3 triệu, 5 triệu hay 10 triệu hay 20 triệu cũng được. Tôi chia sẻ với bạn ở đây là như này, nhiều người cứ là họ đã bị hiểu sai ở cái phần này, họ cứ tiếc là cái tiền thuê hàng thuê như vậy, nhưng đó là chi phí hữu ích, tức là nếu mà có thu thì mới có chi, nó là chi phí biến đổi chứ không phải chi phí cố định. Bạn đồng ý với tôi không ạ? Nhưng khi bạn làm như này, nó trở thành chi phí cố định ở cái giai đoạn đầu của khởi nghiệp, thì nó ngốn hết sạch cái tiền mặt của bạn. Và bạn này đã không biết một cái khái niệm với khởi nghiệp, thì trong nhiều trường hợp thì dòng tiền thì quan trọng hơn lợi nhuận. Thế thì mình tiết kiệm được một chút cái tiền chi phí mặt bằng đi thuê, nhưng nó làm cho mình cụt hết cả vốn. Mình nghĩ là nó sẽ giúp cho mình tăng lợi nhuận lên, nhưng mà nó làm cho mình chết thêm bên tay trái là cái dòng tiền, hết tiền mặt, và nó lại khiến cho mình mệt mỏi. Đáng nhẽ cái tiền mặt mình có chỉ nên đầu tư vào những việc nó ra tiền ngay. Gần đây tôi có một ông bạn, ông còn bảo là tôi đang định mua mảnh đất để xây cái trường học, để tôi làm cái lĩnh vực giáo dục của tôi. Tôi hỏi ông là, tôi mới hỏi là thế ông có mấy tỷ? Bảo tôi thì có khoảng độ 2-3 tỷ đồng, mới lại 5 tỷ đồng. Thế thì không làm được đâu nha. Đừng có đâm tiền vào cái đấy, chết đấy. Ít tiền thì thuê, tuyệt đối không mua. Bạn ra thuê theo buổi cũng được, thuê khách sạn, thuê trung tâm hội nghị. Đấy, nhưng mà cứ có thu thì mới chi, không có thu thì không chi. Đơn giản vậy thôi. Ví dụ thứ hai, thế thì cái công việc ấy, đại khái đây là một cái doanh nghiệp, phải thường xuyên phải đi tiếp khách hàng. Thế nhưng mà bảo là thế bây giờ em đi mua một cái ô tô để đi tiếp khách. Thế mà mua cái ô tô hết bao nhiêu? Tôi hỏi mua cái ô tô hết bao nhiêu? Ô tô bây giờ trông nhìn nó được phải tầm hơn tỷ anh ạ. Thế thì tôi bảo không được, bạn làm sai quy tắc của tiền rồi. Công ty bây giờ mình mới khởi nghiệp, mình ít tiền thì mình chỉ thuê, chứ tuyệt đối mình không nên mua. Thì như vậy là câu chuyện là ông này đang định mua cái ô tô để đi tiếp khách, và ông ấy, ví dụ ông ấy có khoảng độ rất nhiều bạn, tình trạng này cực kỳ phổ biến, có 500 triệu ra múc cái ô tô 1 tỷ, có 1 tỷ ra múc con mẹt 2 tỷ, mua ô tô làm gì? Để cho nó oách, để còn đi tiếp khách. Đấy, còn một số bạn bảo là đi, em đi mua ô tô để còn em còn đi gọi vốt, em còn đi huy động vốt. Thế thì khi mà bạn hiểu nguyên tắc của tiền thì bạn sẽ ok, tôi sẽ không mua ô tô mà tôi thuê ô tô. Thế một tháng thuê 10 triệu, 12 triệu hay là 15 triệu cũng được, không quan trọng. Nhưng nó không phá vỡ cái kết cấu tiền mặt của tôi. Tôi có 500 triệu thì nó phải ưu tiên cho hoạt động kinh doanh. Tôi có 1 tỷ, nó phải ưu tiên cho hoạt động kinh doanh. Tôi có 5 tỷ, nó phải ưu tiên cho hoạt động kinh doanh. Thế thì tôi sử dụng cái phương pháp là thuê. Và thậm chí tôi có thể thuê theo buổi hoặc thuê theo tháng. Như vậy rất nhiều người làm sai cái nguyên tắc của tiền mà khiến cho họ cụt hết cả tiền mặt luôn. Ít tiền thì thuê. Tất nhiên nếu bạn mua ô tô vẫn được, nếu bạn có 500 triệu thì bạn vẫn mua ô tô được. Nhưng bạn chỉ bỏ ra 200 triệu mua ô tô thôi. Cách 1 này, đây là cách số 1 nhé, là tôi không mua mà tôi chỉ thuê. Cách số 2 là tôi vẫn mua ô tô. Tôi có 500 triệu tôi vẫn mua ô tô, nhưng tôi chỉ bỏ 200 triệu mua thôi. Nhưng tôi không bỏ hết tiền, còn lại thì tôi trả dần. Tôi còn giữ lại 300 để làm gì ạ? Để tôi phục vụ cái việc kinh doanh. Đấy, tôi phải làm cái vốn lưu động để kinh doanh. Rất nhiều bạn đốt sạch sẽ tiền vốn lưu động. Thì cái khái niệm ở đây là tôi chia sẻ nhiều anh chị em, tức là mua nhưng mà vẫn phải cơ cấu vốn, không rút hết tiền mặt. Bởi vì đây là cái vốn lưu động của bạn để bạn kinh doanh mà. Ok nha. Quy tắc số 3, thừa tiền thì mua chứ không thuê. Thừa tiền ở đây thì cũng chúng ta chả có ai nói là tôi thừa tiền. Nhưng mà ý nói ở đây là như này ạ. Khi mà bạn đã có sức mạnh về tài chính hoặc là cái thu nhập của bạn cao, thì bạn hãy bắt đầu để ý đến câu chuyện là phải sở hữu. Thì đây mới là lúc bạn phải sở hữu này. Thế tôi chia sẻ với bạn cái ví dụ đầu tiên. Đấy là cái trường hợp một cái anh mà nhà thuốc. Thì ông này ông ấy mua được, ông ấy thuê cái cửa hàng đối diện cái bệnh viện. Thì anh này anh học combo của Nick. Anh đi học xong anh bảo thầy giáo, đúng thật tôi sai lầm. Là ngày xưa tôi có mấy thời cơ liền để mua cái tài sản, cái nhà đấy, cái cửa hàng đấy, mà tôi không mua. Tức là mình bán thuốc ấy, cái cửa hàng cái đối diện bệnh viện, thì mình thu nhập nó cũng tốt.
thực ra cũng có lúc thì nó bảo có mua thì nó bán thôi, thì tôi lại không mua. Đáng nhẽ hồi đấy tôi cố lên một chút thì thôi mình trả trước cho nó một ít tiền, còn lại mình vay ngân hàng. Thế mỗi tháng mình dùng cái thu nhập từ cái kinh doanh thuốc ấy, mình giả cho nó, giả cho bên ngân hàng ấy, thì mình sở hữu được cái mặt bằng đấy. Mà đặc biệt cái mặt bằng đấy nó có vị trí rất là chiến lược, không dễ để mà tìm được cái vị trí tương tự. Thế thì mình lúc đấy, thời điểm đấy mình không quyết đoán, mình không mua. Không mua thì sau thời gian nó trôi qua 3 năm trôi qua, 5 năm trôi qua, 7 năm trôi qua, thì đại khái là cứ mỗi một lần hết hạn hợp đồng 3 năm thì nó lại tăng tiền cho thuê lên, tăng giá tiền cho thuê. Thì đến bây giờ, ví dụ như lợi nhuận của mình được 10 đồng thì cái tiền cho thuê của nó phải sơi mất của mình 6 đồng rồi. Mà tương lai nó cứ tiếp tục như thế này thì cái tiền cho thuê nó sẽ sơi hết cái lợi nhuận của mình. Bởi vì cái vị trí đấy nó có tính chất là chiến lược và rất là quan trọng. Mà khi mà mình đã bắt đầu kiếm được tiền rồi là mình phải sở hữu nó. Thừa tiền là mình phải mua, chứ mình không được đi thuê. Thuê là chết đòn, chủ nhà luôn là người chiến thắng. Cái ví dụ thứ hai là nhiều anh em thì tính được, ví dụ như đi thuê ô tô chẳng hạn thì bằng 15 triệu tháng, 1 năm thì bằng 180, 3 năm thì bằng 540, thì có khi là bằng cái ô tô rồi. Như vậy mà đi thuê cái ô tô mà 3 năm thì bay mất cái ô tô. Nên khi mà bạn kiếm được tiền, thì thôi 1 năm đầu hoặc 6 tháng đầu thì mình thuê, nhưng lúc mình kiếm được tiền rồi là phải chuyển sang mua ngay. Chứ đi thuê thì nó không hiệu quả về kinh tế. Thì chúng ta tính được là khi nào thì chúng ta mua. Khi chúng ta có thu nhập tốt rồi thì chúng ta có thể mua trả góp trả dần. Hay như đây là cái câu chuyện ở đây để nước mình hiểu là chúng ta dư tiền. Dư tiền ở đây có nghĩa là khả năng thu nhập bạn cao rồi, khả năng tiền mặt bạn đã dồi dào rồi, mà bạn cứ đi thuê thì nó không hiệu quả. Cái tóm tắt lại ba cái quy tắc của tiền nghe thì rất đơn giản: một, tiền mặt là vua; hai là ít tiền thì thuê, tuyệt đối không mua; cái thứ ba là thừa tiền thì mua, tuyệt đối không thuê. Nghe thì rất đơn giản nhưng hầu hết làm sai bét. Và chỉ cần sai một nguyên tắc thôi là đã nhảy lầu rồi. Ví dụ bạn chỉ cần vi phạm nguyên tắc tiền mặt là vua, bạn cứ chơi tất tay đi, xem là doanh nghiệp có phá sản không. Tất tay, bạn chậm trả lương nhân viên, chậm trả tiền đối tác, lập tức bạn mất uy tín trên thị trường ngay. Tướng rời bỏ bạn, việc kinh doanh bị ngừng trệ, hoặc khi xảy ra biến cố rủi ro, công ty cắm đầu luôn. Chỉ cần làm sai một nguyên tắc thôi là bạn đã nhận hậu quả rồi. Theo nước mình, bài học này quan trọng ạ. Và vấn đề về tiền thì lại không được học ở trong nhà trường. Đấy, cấp 1, cấp 2, cấp 3 không được học. Đại học không được học. Và ngay kể cả những cái lớp học về tài chính dạy cho rất nhiều những ông CEO thì cũng dạy rất nhiều thứ. Nhưng tôi chia sẻ với bạn, chúng ta cần những thứ thật đơn giản. Đây, ông học đủ các loại về tài chính vẫn ra những quyết định rất sai lầm. Nên chúng ta cần những nguyên tắc đơn giản và hiệu quả. Bạn đồng ý với tôi không ạ?